Hello, xin chào các bác nhé. Đã trở lại kênh YouTube thằng Nhật Bãi Ra Rẻ này. Clip này lên cho bác một con Bana Dâng nhé, thương hiệu Bana, máy đọc không khí nhé. Bana Dâng, hình thức còn này trắng muốt rồi các bạn, trắng tinh luôn. Vừa bóc ra, con này đẹp như mới luôn các bác nhé. Bên trong chưa một tí bụi này. Đấy, bên trong mình chưa tí bụi này luôn, trắng đẹp lắm. Nhưng chung vận chuyển hơi bẩn một tí thì ra vệ sinh lại tí nhé. Hoặc là mình sẽ lau chùi lại cho các bác. Đấy, hình thức bên ngoài các bác nhé, trắng muốt một màu luôn. Đấy. Mình còn Bana Sonic này, mã hiệu VFVG70 nữa nhá. Đấy. Thành vách này nhá. Để là biệt lý em sẽ lau lại cho các bác này. Nói chung là vừa bóc này còn thấy nó đẹp quá thì quay cho các bác xem. Đấy, một con nhá, Bana Dâng này. Đời 2012 nữa nhá. Điện 100V của nó là 66W nhá. Tương đương phòng tầm 55m2 được 45m2 đổ lại với nhá. Thiết kế còn đẹp này. Đấy, Bana Sonic nhá. Mặt Dâng. Đấy. Bên này thì phải đây là bên tay trái bên này phải con này bên phải đây đây là cái bình nước con này nhá, đây bình nước con này như mới luôn con này. Đấy, như mới luôn, phổi bên đặt kia bên phổi đẹp nhá, đây phổi rất là đẹp, hình thức còn phổi rất đẹp nhá. Đây cho các bác, đây là bánh xe nước chậm ấm, và đây phổi bác nhá, phổi ở đây này. Đấy, như này. Đẹp lắm bạn, đây phổi đi, phổi nhá, phổi như mới luôn bạn, đấy phổi bao nhiêu như mới luôn này, đấy. Đấy. Phổi rất đẹp nhá, đây bên ngoài than luôn này, than, đấy. Bên trong máy nhá, sạch sẽ, rất là đẹp, cho các bác, rồi có Bana Dâng nhá, phổi zin và ngoài than zin với nhá, đấy. Chạy hoàn hảo với nhá, chạy hoàn hảo rồi này, đấy. Đấy, một em Bana Dâng rồi nhá, bác nào lấy thì liên hệ em số điện thoại 0983 nhá, 2975 nhá. Đấy, chạy hoàn hảo cho các bác rồi. Đấy, em Bana Dâng nhá, bác đợi tí lắp lại. Đấy, chạy hoàn hảo, chạy Dâng rồi. Đây, con này thì có đây là nguồn nữa nhá, nguồn này. Đây là chỉnh lửa, ở đây chỉnh nước nhá. Đây, đây là báo nước nhá. Đây. Đây là không khí này, đây là báo nước quá nhá, không có nước sẽ báo này. Đây là vừa là không khí mà vừa vào ấm nhá. Đây chỉnh gió nhá. Đây cái này không có nước thì sẽ báo nhá. Đấy. Đây chỉnh gió nhá. Đây chỉnh gió to nhỏ nhá. Đấy. Đây chỉnh nước quá nhá. Đó. Đây chế độ Econavi tiết kiệm điện này, đây báo độ ấm nhá, độ ấm này. Hiện tại độ ấm bây giờ còn 60% nhá. Đấy, cái này còn 3 giây là khóa nhá. Đấy, cái này tắt màn hình. À cái này nút khóa 3 giây khóa chỉ em ấy nhá. Đấy, một em Bana Dâng. Hình thức rất đẹp cho các bác. Bana Dâng cái này để cho bác giá là 1.700.000 nhá. Đấy, chưa đi nguồn nữa nhá. Điện nguyên bản 100V. Để bác nào chốt hàng thì đồng hệ qua số điện thoại 0983 329715 nhá và 0825 853 853 cho em nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhá. Xin chào các bác. Hẹn các bạn ở clip tiếp theo. Xin cảm ơn.